bạn đang muốn biến những ý tưởng của mình thành những sản phẩm in ấn theo yêu cầu BOD độc đáo và thu hút khách hàng để kiếm tiền online trên nền tảng Merch by Amazon? Hãy cùng khám phá sức mạnh công nghệ AI trong ngành thiết kế BOD. Hứa hẹn sẽ giúp cho các bạn tạo ra thiết kế ấn tượng và bắt mắt chỉ với vài cú nhích chuột, tiết kiệm thời gian công sức cho việc thiết kế thủ công, tăng doanh số bán hàng với những sản phẩm, thu hút khách hàng hơn bao giờ hết. Trong video này, Quốc Anh chia sẻ quy trình từng bước làm sau đây. Đầu tiên, tôi sử dụng ChatGPT, yêu cầu nó tạo ra một prompt để đưa qua nền tảng AI khác, generate ra hình ảnh thiết kế t-shirt về chủ đề nào đó muốn làm. Ở đây, mình yêu cầu tạo ra một prompt để thiết kế hình ảnh cho một t-shirt, đề tài là Halloween, có một câu quote và hình ảnh của bà phù thủy. Rồi sau đó copy prompt này. Tiếp theo, mình sử dụng một tool ideogram.ai miễn phí để tạo ra một hình ảnh thiết kế và dán cái câu prompt đó vào. Rồi chọn tỷ lệ khung hình dọc và click vào nút generate. Sau khi quá trình đã tạo ảnh ra, con AI này nó chia ra 4 kết quả hình ảnh thiết kế. Và bây giờ mình sẽ chọn một trong những cái hình ảnh đẹp nhất rồi download xuống. Bây giờ bạn vào site upsky.org và download tool này về máy. Mình đang dùng Windows thì mình sẽ chọn download cái version này về. Mục đích mình sử dụng tool này để phóng to hình ảnh lên nó không bị vỡ. Ở step 1, bạn click vào slash image và load hình ảnh. Đến step 2 thì bạn kéo thanh trượt phóng to lên ở x4, rồi click vào upscale để phóng to hình ảnh. Sau khi phóng to hình ảnh thiết kế, mình mở Photobi Online lên và tạo ra một cái dự án mới với kích thước là 4500x5400 pixel. Đây là kích thước thiết kế chuẩn để up lên trên Merch by Amazon. Rồi kéo hình ảnh thiết kế vào, dùng công cụ Magisk để tắt nền và edit xuất file thiết kế ra định dạng PNG. Bây giờ đến bước cuối cùng là up file thiết kế lên tài khoản Merch by Amazon. Sau khi upload, bạn lưu ý tài khoản Tire 10 bạn chỉ có giới hạn up lên 2 dòng sản phẩm thôi. Các bạn chọn nút slash products và bỏ chọn hết tất cả các sản phẩm, chỉ để lại 2 cái thôi. Rồi sau đó các bạn chọn màu sắc cho áo t-shirt, rồi tiếp tục thiết lập giá cho chiếc áo này. Và cuối cùng là các mô tả ở bên dưới của t-shirt. Rồi sau đó click vào nút Publish. Vậy là xong quy trình Merch by Amazon. Tóm tắt lại quy trình của video này. 1. Dùng ChatGPT yêu cầu tạo nội dung prompt cho bản thiết kế. 2. Dùng tool AI để generate hình ảnh thiết kế từ prompt đó. 3. Dùng một công cụ để phóng to hình ảnh lên. 4. Dùng Photobi Online để edit và xuất ra file PNG. 5. Up file thiết kế lên tài khoản Merch by Amazon. Và đây là một kết quả của một ngày. Chiếc áo t-shirt này đã approve và live lên trên sàn Amazon. Và hy vọng trong video sắp tới, Quốc Anh chia sẻ cho các bạn cách làm sách KDP từ công cụ AI để bán trên Amazon. Đây là một cái công việc khá là tiềm năng và thú vị cho những ai đang tìm cho mình một công việc kiếm tiền online tự do. Và cuối cùng, các bạn đừng quên nhấn nút like, subscribe kênh Quốc Media để nhận thêm những video mới về những kiến thức của Quốc Anh chia sẻ.